Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Em làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu sản phẩm, một chiếc gạt tàn gốm sứ đến từ nhãn hiệu Lubinski. Mẫu này có mã hàng là AS200, mã hàng em có để ở trên góc trái màn hình. Chính vì vậy khi mà đặt hàng sản phẩm thì các anh vui lòng nhắc chuẩn mã cho em để bên em giao hàng đến nơi đúng ý của các anh. Ngoài ra thì các anh cũng có thể gõ cái mã sản phẩm này vào ô tìm kiếm của website ambe.vn để bên em xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau cũng như là thông tin chi tiết về sản phẩm chiếc gạt tàn này. Một chiếc gạt tàn gốm sứ đến từ nhãn hiệu Lubinski và được làm theo phong cách rất là cổ điển. Những cái họa tiết giống như trên họa tiết vải thổ cẩm. Bộ sản phẩm rất là đơn giản thôi, một chiếc gạt tàn và hộp đựng cũng rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp. Một chiếc gạt tàn gốm sứ được làm từ gốm sứ cao cấp nên là cầm rất là thích, cầm rất là chắc tay và có khay rãnh đỡ 4 điếu xì gà. Ở trên này các họa tiết thổ cẩm bao xung quanh viên. Ở cái phần khay rãnh đỡ này thì cũng được mạ vàng và chạy chỉ viền vàng xung quanh, tạo cái sự sang trọng cho sản phẩm rất là nhiều. Cái mặt sứ trên này rất là láng bóng, chính vì vậy là các anh rất là dễ vệ sinh. Khi mà mình bị bẩn, cực kỳ dễ vệ sinh luôn. Gốm sứ phù hợp với nhiều không gian. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website, hoặc là các anh có thể gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.